Mỹ được nhân loại nhắc đến như là cường quốc quân sự số 1 thế giới. Và trong mọi cuộc chiến mà họ đã từng đi qua, lực lượng không quân Hoa Kỳ luôn là nỗi khiếp sợ đối với mọi kẻ ở bên kia chiến tuyến. Là quốc gia cho ra đời chiếc máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới F-117 Nighthawk, sở hữu chiến đấu cơ đắt đỏ bậc nhất F-35, nắm trong tay bộ 3 máy bay ném bom chiến lược mạnh nhất lịch sử B-1B Lancer, B-2 Spirit và B-52 Stature Fortress. Với tiềm lực đó, Mỹ dường như có thể tham chiến ở bất cứ nơi đâu, vào bất cứ lúc nào. Nhưng tuyệt nhiên, chưa bao giờ không quân nước này thành công trong việc vượt qua các hệ thống phòng thủ để tiến vào không phận Liên Xô hay Nga ngày nay. Tại sao lại như vậy? Không cần phải suy nghĩ nhiều hơn nữa, bởi vì kiến thức quân sự sẽ giúp các bạn trả lời ngay trong video ngày hôm nay. Trong chiến tranh lạnh, Mỹ và NATO đã phải phát triển các phương tiện để thâm nhập mạng lưới phòng không của các nước khối hiệp ước Warsaw. Quân đội Mỹ đã đầu tư phát triển một số phương tiện để vượt qua các hệ thống phòng thủ hiện đại nhằm thực hiện các cuộc tấn công hạt nhân chiến thuật và chiến lược nhằm vào lãnh thổ Liên Xô. Trong khi đó, Liên Xô cũng đầu tư rất nhiều vào việc liên tục hiện đại hóa hệ thống phòng thủ. Mạng lưới phòng không của họ vào đầu những năm 1980 đã triển khai một loạt các hệ thống mà hiếm có đối thủ nào sánh tầm trên toàn thế giới, bao gồm các biến thể đầu tiên của hệ thống phòng không S-300 cơ động cao và hệ thống S-200 tầm xa. Tuy kém cơ động hơn, nhưng có thể giao tranh với máy bay địch cách xa tới 300 km. Những hệ thống này được bổ trợ bởi một loạt các hệ thống phòng không tầm ngắn hơn như nền tảng chống tên lửa hành trình TM-1 và hệ thống phòng thủ tầm trung Buk M-1. Nhưng tất cả những điều này chưa bao giờ khiến Hoa Kỳ ngừng mơ về một ngày chạm được vào lãnh thổ Liên Xô. Những bộ óc quân sự thiên tài của Lầu Năm Góc đã lập ra rất nhiều kế hoạch làm thế nào để có thể nhẹ nhàng, bí mật ra vào không phận Xô Viết mà người không biết quỷ chẳng hay. Quả thật, nước đi này rất cao tay, nhưng Moscow đâu phải kẻ tay mơ. Họ đã phát triển những vũ khí phòng không vô cùng hiệu quả nhằm đánh chặn mọi mối nguy đến từ bầu trời, đến nỗi người ta còn gọi xứ sở Bạch Dương là ông vua phòng không. Vậy, chúng là gì? Trong số các chiến lược mà Mỹ sử dụng để thâm nhập vùng đất bao phủ 1/6 địa cầu khi ấy, là điều một đội máy bay ném bom siêu âm lớn được tối ưu hóa cho các hoạt động ở độ cao rất thấp, cụ thể là loại B-1B Lancer. Máy bay bay thấp sẽ khiến đối phương khó theo dõi và vô hiệu hóa bằng hệ thống phòng không tầm xa, và khó ngay cả với các máy bay đánh chặn thời kỳ đầu của Liên Xô, khi chúng thiếu khả năng tác chiến tầm thấp. Điều này rất khác với chiến lược của những năm đầu chiến tranh lạnh, khi Mỹ tìm cách triển khai máy bay ném bom B-70 đắt hơn nhiều so với B-1B. B-70 khi ấy được ví như vận động viên điền kinh khi sở hữu tốc độ cực nhanh lên tới Mach 3 và có thể phát động các cuộc tấn công hạt nhân từ độ cao rất lớn. Nhưng phương pháp tấn công này lại bị hạn chế do Liên Xô phát triển hệ thống phòng thủ chuyên tiêu diệt mục tiêu ở độ cao lớn. Và không ai khác, con thú khiến kế hoạch của Mỹ phá sản chính là hệ thống phòng không S-200. Như tôi vừa nêu ở trên, ngoài việc dễ dàng vít cổ các mục tiêu trên không trong phạm vi 300 km, thì radar của S-200 còn có phạm vi phát hiện mục tiêu lên đến 600 km và khả năng tìm kiếm mục tiêu trong không gian ở độ cao trên 45.000m. Cả hai khả năng này không những chặn đứng máy bay ném bom, mà nó còn lý tưởng cho việc phòng thủ tên lửa đạn đạo. Thậm chí hệ thống này cũng có thể bắn hạ các máy bay chiến đấu ngay cả ở tầm xa hơn. S-200 của lực lượng phòng không Syria còn bắn rơi máy bay phản lực A-4 của Hải quân Mỹ và F-16 của không quân Israel. Không chỉ vậy, việc Liên Xô củng cố mạng lưới phòng không và triển khai các tên lửa vác vai đất đối không hạng nhẹ vốn được tối ưu hóa để tiêu diệt các máy bay bay thấp đã làm giảm khả năng tồn tại của chiến lược được xây dựng xung quanh máy bay ném bom bay thấp như B-1B Lancer. Một khả năng khác là dựa vào máy bay trực thăng tấn công được trang bị các biện pháp đối phó tác chiến điện tử tiên tiến để vô hiệu hóa các khẩu đội phòng không
và các radar liên quan của Liên Xô từ độ cao thấp. Mặc dù điều này có những hạn chế nghiêm trọng vì tính dễ bị tổn thương của trực thăng khi vào sâu lãnh thổ của khối hiệp ước Warsaw. Tuy nhiên viễn cảnh này là không thể xảy ra. Làm gì có chiếc trực thăng nào đủ sức bay vào và bay ra vùng đất rộng lớn đó. Vậy nên sử dụng máy bay tàng hình sẽ là một lựa chọn mà tôi nghĩ rằng sẽ là khôn ngoan hơn khi Hoa Kỳ đang sở hữu trong tay F-117 Nighthawk, chiếc máy bay tàng hình đầu tiên trên thế giới, cất cánh lần đầu vào 18 tháng 6 năm 1981. Nhưng sức mạnh của mạng lưới radar Liên Xô và việc sử dụng nhiều hệ thống bao gồm một số hệ thống sử dụng tần số rất cao, hay còn gọi là tần số VHF. Hiểu đơn giản thì tần số này có thể phát hiện các mục tiêu tàng hình, nhất là khi bước sóng bằng 2 lần kích thước mục tiêu. Radar VHF Nitel 55G6 do Nga sản xuất là minh chứng cho điều này. Hoạt động ở tần số VHF, radar có thể bám các mục tiêu có tiết diện phản xạ radar thấp như tên lửa hành trình và máy bay tàng hình với độ chính xác cao. Nghĩa là công nghệ tàng hình sẽ không còn che chắn được máy bay 100% nếu đối thủ bên kia của họ sử dụng loại radar hoạt động ở dải tần số này. Kiến thức quân sự đã nhắc đến điều này trong video trước. Nó là một trong những lý do khiến cho chiếc tiêm kích đắt đỏ nhất của Mỹ bị coi là vô dụng. Nếu bạn tò mò chúng như thế nào thì hãy nhấn vào đường link được gắn phía bên dưới video này nhé. Và Mỹ có dừng lại ở đây sau khi những kế hoạch trên đều bị Liên Xô chặn đứng hay không? Đương nhiên là không rồi. Được cho là chiến lược cùn nhất của Washington nhằm vô hiệu hóa hệ thống phòng không của Liên Xô. Sử dụng các máy bay phản lực B-52 cũ kỹ trang bị vũ khí hạt nhân chiến thuật để hủy diệt hệ thống phòng không đối phương bằng các cuộc tấn công quy mô và không cân xứng. Máy bay B-52 cất cánh lần đầu tiên vào những năm 1950, không có năng lực siêu âm cũng như tàng hình. Nó được đánh giá cao về tầm bay xa, nhưng không thể bay đặc biệt cao hoặc đặc biệt thấp. Nghĩa là khả năng phòng thủ thực sự duy nhất của nó là các hệ thống tác chiến điện tử. Ngay cả khi đối đầu với các hệ thống phòng không của quân đội miền Bắc Việt Nam, vốn cũ kỹ so với các hệ thống phòng không ở Liên Xô và có mật độ tương đối thấp, thì B-52 đã bị tổn thất đáng kể trong chiến đấu. Tuy nhiên, để đối phó với hệ thống phòng không của Liên Xô, B-52 đã được hỗ trợ bởi bệ phóng tên lửa tấn công tầm ngắn AGM-69SRAM. Tên lửa này được đưa vào trang bị vào năm 1972, vào thời điểm mà B-52 ngày càng bị coi là lỗi thời, với hơn 1.500 quả được chế tạo trong vòng 4 năm. Mỗi quả có giá hơn nửa triệu đô la, khiến nó trở thành một trong những tên lửa đắt nhất thời bấy giờ. Có tầm bắn từ 150 đến 200 km tùy vào quỹ đạo bay và tốc độ tối đa 4.300 km/h, cho phép SRAM đánh bật mọi hệ thống phòng không của Liên Xô lúc bấy giờ. Sau khi rời máy bay, tên lửa tự động bay đến mục tiêu với khả năng đánh trúng đích trong vòng tròn có bán kính 430m. Nghĩa là bất cứ thứ gì thiếu đầu đạn hạt nhân sẽ khó đánh trúng mục tiêu phi chiến lược. Không quân Mỹ coi đây là sai số chấp nhận được bởi đầu đạn hạt nhân W-69 của SRAM có sức công phá tới 210 kiloton, gấp 14 lần quả bom nguyên tử mà Mỹ ném xuống Hiroshima năm 1945. Nghĩ thôi là đã thấy rợn tóc gáy. Các bạn thử tưởng tượng, với hàng chục chiếc B-52 được triển khai và mỗi chiếc thả xuống cơ số đầu đạn hạt nhân thì hỏa lực nhắm vào các địa điểm phòng không của Liên Xô sẽ khủng khiếp đến mức nào. Nó có thể là một cơn mưa hay thậm chí là một cơn bão lửa có thể thổi bay cả một nền văn minh hiện đại. Nhưng rất may điều đó đã không xảy ra. Vì vỏ quýt dày thì có móng tay nhọn, máy bay đánh chặn hạng nặng MiG-31 Foxhound của Liên Xô là kẻ đã đặt ra lằn danh đỏ và trở thành mối đe dọa hàng đầu đối với máy bay ném bom Mỹ. Được đưa vào trang bị vào năm 1981, MiG-31 là máy bay chiến đấu thế hệ thứ tư đầu tiên gia nhập không quân Liên Xô và được coi là xuất sắc nhất về khả năng không đối không của không quân Nga hiện nay. MiG-31 có tầm bay cực xa và là máy bay đầu tiên trên thế giới có khả năng bay bền bỉ ở tốc độ siêu thanh. Với tốc độ tối đa 3.000 km/h và trần bay 20.600m, nó có khả năng bao quát toàn bộ lãnh thổ Bắc và Trung Á rộng lớn của Liên Xô. Nó được thiết kế không chỉ để đánh chặn tất cả các loại máy bay đối phương, từ máy bay ném bom, trinh sát đến tiêm kích, máy bay phản lực cảnh báo sớm trên không, mà siêu phẩm của Liên Xô cũng đã được điều chỉnh cho các vai trò ngoài không chiến, như khả năng đánh chặn tên lửa hành trình ở độ cao thấp. Sau khi Liên Xô tan rã vào năm 1991,
Những tưởng lực lượng phòng không của Nga từ đó sẽ mai một dần khi nước này phải gồng mình trước nhiều mũi giáo sau thảm họa địa chính trị khủng khiếp nhất thế kỷ 20. Vào thời điểm đó, lực lượng vũ trang Nga chỉ được coi là một phiên bản nhỏ hơn của lực lượng vũ trang Liên Xô, trong khi phải đối mặt với các đối thủ hùng mạnh. Có thể nói lực lượng vũ trang khi ấy chỉ phù hợp với các hoạt động quân sự từ những năm 1945 đổ về trước, vốn không còn đáp ứng được các yêu cầu của thời kỳ hiện đại và chiến tranh hiện đại. Nhưng rất nhanh, Moscow đã nhanh chóng lấy lại được thế cân bằng và có những tiến bộ vượt bậc trong hệ thống phòng không. Họ tiếp tục đặt ra thách thức đối với các máy bay ném bom Mỹ bằng việc triển khai các hệ thống tên lửa đất đối không tầm xa, mà chắc hẳn danh tiếng của chúng không ai là không biết. Những con quái vật mà kiến thức quân sự muốn nhắc đến ở đây đó chính là tổ hợp tên lửa S-300, S-400, S-500 và tất cả các biến thể của chúng. Phiên bản S-400 Triumph và S-300V4 được tối ưu hóa tốt để vô hiệu hóa các máy bay như B-52 và B-1B Lancer ở tầm cực xa. Cả hai hệ thống đều có phạm vi phát hiện khoảng 600 km và phạm vi tác chiến là 400 km. Chưa kể S-500 Prometheus, hệ thống được ra đời dựa trên sự kế thừa S-400, thậm chí còn có tầm hoạt động hơn 600 km và tầm phát hiện thậm chí xa hơn, đồng thời chuyên sâu hơn trong việc vô hiệu hóa các mục tiêu có giá trị cao như máy bay ném bom chiến lược. S-500 chỉ mất 10 giây để phản ứng với nguy cơ đường không và chỉ mất khoảng 3-4 giây để bắn các mục tiêu khác nhau, trong khi S-400 phải mất từ 9-10 giây để làm được điều này. Nhưng quân đội Mỹ hiện đang biên chế một số lượng tương đối lớn các loại máy bay thế hệ thứ 5 như F-22 Raptor hay F-35 Lightning II, thì một câu hỏi được đặt ra là những siêu hệ thống phòng không mà Nga đã tốn rất nhiều tiền để đầu tư phát triển như S-400 hay S-500 liệu có cơ hội bắn hạ được những chiếc F-22 hay F-35 của Mỹ hay không? Mike Kaufman, một chuyên gia nghiên cứu quân sự của Nga tại CNA Corporation cho biết, cốt lõi của việc xây dựng hệ thống phòng không trong chiến lược của Moscow là chống các loại vũ khí tàng hình với radar. Hiện nay, hệ thống phòng không phức hợp của Nga bao gồm các trạm radar tiên tiến, nhiều loại tên lửa phòng không cũng như lực lượng không quân tiêm kích đánh chặn, được tích hợp thành một tổ hợp thống nhất, tính tự động hóa cao, tạo thành chiếc ô nhiều tầng để bảo vệ không phận rộng lớn của mình. Tại triển lãm MAKS 2017, Nga đã giới thiệu radar Struna 1. Đây là một trong những hệ thống radar chiến thuật được phát triển để vô hiệu hóa các tiêm kích tàng hình của Mỹ như F-22 và F-35. Radar Struna 1 không tích hợp bộ thu phát sóng ở cùng một cụm anten, mà bố trí đài phát và thu tín hiệu nằm ở hai địa điểm khác nhau. Điều này giúp radar nhạy hơn trước tín hiệu phản hồi từ mục tiêu. Nhà sản xuất khẳng định thiết kế này giúp tăng diện tích phản xạ radar của mục tiêu tăng gấp 3 lần so với radar thông thường, vô hiệu hóa khả năng tán xạ sóng radar của vật liệu tàng hình, đồng thời chống được tên lửa chống radar. Điểm hạn chế của hệ thống này là tầm hoạt động ngắn, chỉ có thể theo dõi mục tiêu ở độ cao tối đa 7 km và tầm xa khoảng 12 km. Điều này khiến Struna 1 không thể đóng vai trò cảnh giới tầm xa, mà chỉ phù hợp với việc nhận dạng máy bay tàng hình ở những hướng dễ bị xâm nhập. Phương án tốt nhất là kết hợp đài Struna 1 với các đài radar cảnh giới sóng dài, vốn có tầm hoạt động lớn nhưng độ chính xác thấp hơn, để cung cấp tham số mục tiêu cho các hệ thống phòng không. Dù còn nhiều điểm yếu khó khắc phục, nhưng đây vẫn được coi là mối đe dọa nghiêm trọng với máy bay tàng hình Mỹ và NATO trong các cuộc xung đột tiềm tàng. Nếu kết hợp các radar Struna 1 và tên lửa phòng không hiện đại, nó sẽ trở thành khắc tinh với những chiếc F-22, F-35 và B-2 đắt tiền của Mỹ và đồng minh. Với sự tiến bộ đáng kinh ngạc về công nghệ radar của Nga trong những năm gần đây, các chuyên gia quân sự Mỹ và NATO nhận định rằng nguy cơ các máy bay tàng hình thế hệ thứ 5 F-22 hay F-35 mất ưu thế tàng hình và trở thành bia bay đối với các hệ thống phòng không như S-400 hay S-500 của Nga hoàn toàn có thể xảy ra. Như vậy, không phải tự dưng mà Liên Xô, và sau này là Nga, được coi là quốc gia đứng đầu thế giới về phòng không. Bởi vì nguy cơ từ quân đội hùng mạnh nhất là Mỹ chưa bao giờ thôi hiện hữu. Mối nguy hiểm tiềm tàng từ các cuộc tấn công toàn cầu chớp nhoáng của Washington là một trong những thách thức hàng đầu đối với Moscow. Chương trình tấn công toàn cầu chớp nhoáng của Mỹ có cấu trúc tổng thể tương tự như một bộ ba hạt nhân. Nó trước tiên nhằm thực hiện các cuộc tấn công nhanh từ đất liền và biển, sử dụng tên lửa hành trình và tên lửa đạn đạo liên lục địa khai hỏa từ tàu ngầm. Tên lửa siêu thanh phóng từ trên không là lựa chọn thứ hai mà Lầu Năm Góc đang nghiên cứu phát triển.
Ngoài ra, Washington còn lập các kế hoạch giả định ném bom động lực từ một thiết bị vệ tinh trên quỹ đạo. Vậy thì theo các bạn, Nga phải phát triển loại vũ khí gì để có thể sống sót trước cuộc tấn công từ Mỹ nếu những gì chúng ta vừa nói ở trên thực sự xảy ra? Hãy chia sẻ nhận định của mình xuống phía bên dưới để cùng thảo luận với mọi người. Đừng quên nhấn nút đăng ký và chuông thông báo để tiếp tục đồng hành cùng kiến thức quân sự trong những chuyến hành trình tiếp theo. Còn bây giờ, thay mặt ekip, Việt Cường xin chào và hẹn gặp lại!